Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hiệu quả vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Phúc Yên. Công an thành phố Vĩnh Yên bắt quả tang 6 đối tượng đánh bạc. Phần tin quốc tế có những tin chính. Phó Thủ tướng Nga Arkady Vukovic cho biết, Thủ tướng Dmitry Medvedev đã công bố một loạt các biện pháp trừng phạt bổ sung với Ankara liên quan đến vụ bắn rơi máy bay Su-24. Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập đã bày tỏ quan ngại việc Thổ Nhĩ Kỳ triển khai binh sĩ ở Iraq và cho rằng sự hiện diện của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ trên lãnh thổ Iraq vi phạm rõ ràng luật pháp quốc tế và chủ quyền của Iraq. Bây giờ là nội dung chi tiết. Những năm qua, nhờ có chính sách hỗ trợ của nhà nước, nhân dân trên địa bàn thị xã Phúc Yên đã được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi với lãi suất thấp từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để đầu tư trồng trọt, chăn nuôi, phát triển kinh tế. Nguồn vốn này thực sự là đòn bẩy, giúp nhiều gia đình có điều kiện vươn lên xóa đói giảm nghèo và từng bước làm giàu. Gia đình chị Dương Thị Thơm ở thôn Đức Cung, xã Cảo Minh, trước đây thuộc diện hộ cận nghèo. Đầu năm 2013, được Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã cho vay 30 triệu đồng. Chị Thơm đã mua 2 con bò giống. Đến nay đàn bò của gia đình chị phát triển tốt, từng bước tạo cơ hội thoát nghèo cho gia đình. Mấy năm về trước, gia đình nhà tôi cũng nghèo, cũng khổ lắm. Tôi nhờ số vốn vay Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Phúc Yên. Thì tôi có vay là đi 30 triệu. Tôi về tôi mua đôi cặp bò. Về tôi phát triển. Sang đến năm nay thì tôi cũng gia đình nhà tôi vì cũng có nhờ cái số vốn đấy. Gia đình nhà tôi cũng làm được cái gian nhà sang trang để gia đình tôi ở. Hội phụ nữ xã Cao Minh chúng tôi thì là tổng số vốn hộ nghèo thì hiện nay là 31 hộ mà 1 tỷ vốn của hộ nghèo. Thế cận nghèo thì là 27 hộ là được 867 triệu. Đấy, còn tổng số vốn các loại kể học sinh, sinh viên, việc làm, kể nước sạch và hộ nghèo là 6 tỷ 300 triệu. Đồng. Nhờ cái số vốn đấy thì hội viên của toàn xã thì nói chung thì là phát triển kinh tế, cái xóa đói giảm nghèo cho hội viên. Năm 2015, Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Phú Yên đã triển khai cho vay nhiều chương trình tín dụng chính sách như cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, vay giải quyết việc làm, sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, công ty ủy thác cho vay thông qua các hội, đoàn thể, ủy nhiệm cho các tổ tiết kiệm và vay vốn ở từng thôn, tổ dân phố, đã huy động được thế mạnh của các tổ chức chính trị xã hội trong việc cụ thể hóa chính trị tín dụng ưu đãi của nhà nước. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2015, tổng dư nợ là 114,500 tỷ đồng cho trên 6.500 hộ vay. Để nguồn vốn vay sử dụng đúng mục đích, các xã luôn chỉ đạo các tổ chức hội nhận ủy thác, xây dựng kế hoạch cụ thể, từ đó thực hiện việc kiểm tra hiệu quả sử dụng nguồn vốn ở từng hộ gia đình. Thông qua đó, không những giúp các hộ gia đình được vay vốn có phương án làm ăn hiệu quả, mà giúp chính quyền địa phương đưa ra các giải pháp, góp phần tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Trung tâm Năng lượng Sở Công Thương phối hợp với Công ty Cổ phần Cơ điện tử ASO vừa tổ chức hội thảo sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả bảo vệ môi trường. Tham dự hội thảo có hơn 100 đại biểu đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tại hội thảo, các đại biểu được nghe phổ biến nội dung một số văn bản của Quốc hội, Chính phủ về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Đồng thời nghe Công ty Cổ phần Cơ điện tử ASO thuyết trình về sử dụng tủ tiết kiệm điện và thiết bị chiếu sáng năng lượng cho đèn đường. Các đại biểu cũng đã tập trung trao đổi kinh nghiệm và trình bày những giải pháp tiết kiệm năng lượng áp dụng trong các nhà máy công nghiệp, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các biện pháp tiết kiệm năng lượng nhằm giảm chi phí sản xuất, giảm ô nhiễm môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tốt nhất. Thông qua hội thảo nhằm tuyên truyền, kêu gọi cán bộ, doanh nghiệp hiểu rõ được lợi ích của việc sử dụng các thiết bị chiếu sáng hiệu quả cao, nhằm tiết kiệm năng lượng, đồng thời giảm chi phí sử dụng năng lượng, góp phần giảm phụ tải điện trên địa bàn tỉnh và bảo vệ môi trường. Hội Tâm năng dưỡng sinh phục hồi sức khỏe thành phố Vĩnh Yên vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào Tâm năng dưỡng sinh phục hồi sức khỏe trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên 5 năm 2010-2015. Với mục đích giúp người tham gia luyện tập theo phương pháp tâm năng dưỡng sinh, phục hồi sức khỏe, trở thành người khỏe mạnh hơn, phòng chống được bệnh tật, con người có tính nhân văn sâu sắc, đạt tới chân thiện mỹ, làm lành mạnh hóa đời sống trong gia đình và xã hội. Đồng thời hướng dẫn mọi người rèn luyện tốt để tự mình trở thành người thầy thuốc của chính mình, góp phần chăm sóc tốt sức khỏe cho nhân dân. 5 năm qua, Hội Tâm năng dưỡng sinh phục hồi sức khỏe thành phố Vĩnh Yên đã làm tốt công tác kiện toàn tổ chức,
phát triển hội viên, nỗ lực phấn đấu xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Tính đến nay, 7/9 xã phường trên địa bàn thành phố có câu lạc bộ tâm năng dưỡng sinh, phục hồi sức khỏe với trên 220 hội viên. Hội cũng đã thành lập được 7 câu lạc bộ cho các thanh thiếu niên từ 6 đến 15 tuổi của 6 xã phường trên địa bàn thành phố với trên 200 hội viên. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của hội tâm năng dưỡng sinh, phục hồi sức khỏe thành phố Vĩnh Yên trong thời gian tới. Thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội lần thứ 12 của Đảng, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, Công an thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc đã đồng loạt ra quân triển khai các biện pháp công tác tấn công trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn. Theo đó, Công an thành phố Vĩnh Yên đã phát hiện bắt quả tang tại nhà Bùi Thị Sử, sinh năm 1972, trú ở xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên. Nhóm đối tượng đánh bạc dưới hình thức đánh sâm ăn tiền gồm Nguyễn Văn Trung, sinh năm 1987, trú ở xã Sơ Lôi, huyện Bình Xuyên, Nguyễn Văn Thấn, sinh năm 1978, Bùi Mạnh Hà, sinh năm 1979, Nguyễn Văn Cầu, sinh năm 1974, Đỗ Văn Hiếu, sinh năm 1978 và chủ nhà Bùi Thị Sử đều trú ở xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên. Tăng vật thu giữ trên chiếu bạc 13 triệu 780 nghìn đồng, 2 bộ tú đồ khơ, 4 xe máy, 1 xe đạp, 10 điện thoại di động. Công an thành phố đang tạm giữ hình sự đối với Thấn, Trung, Hiếu, Cầu, Hà, Sử để củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Chuyển sang phần tin quốc tế. Phó Thủ tướng Nga Arkady Volkovich cho biết, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã công bố một loạt các biện pháp trừng phạt bổ sung với Ankara liên quan đến vụ bắn rơi máy bay Su-24. Phó Thủ tướng Arkady Volkovich cho đài Russia 24 biết, sẽ còn có thêm nhiều biện pháp trừng phạt được thực thi trong thời gian tới. Ngài Thủ tướng đã công bố chi tiết về những biện pháp trừng phạt này tại phiên họp chính phủ, sẽ có thêm các hành động được đưa ra. Chúng tôi sẽ kiên định đi theo hướng này. Chúng tôi cho rằng cần có sự đáp trả tương ứng đối với các hành động không thân thiện. Phó Thủ tướng Chính phủ Nga nhấn mạnh rằng, dù đưa ra các biện pháp trừng phạt trên, nhưng Chính phủ Nga không có ý đồ hủy toàn bộ quan hệ hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ. Tuyên bố trên trùng với phát biểu của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan trong cuộc trả lời phỏng vấn đài Al Arabiya rằng mối quan hệ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang tiếp diễn trong nhiều lĩnh vực như năng lượng, lương thực và thương mại song phương. Trước đó vào ngày 28 tháng 11, Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh về biện pháp trừng phạt kinh tế áp dụng với Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến vụ bắn rơi máy bay Su-24, bao gồm lệnh cấm thuê nhân công người Thổ Nhĩ Kỳ, cấm nhập khẩu thực phẩm Thổ Nhĩ Kỳ. Các biện pháp trừng phạt còn nhắm tới hoạt động du lịch đường hàng không giữa hai nước. Các biện pháp cấm vận trên có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2016. Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Nabil Al Arabi đã bày tỏ quan ngại về Thổ Nhĩ Kỳ triển khai binh sĩ ở Iraq. Phát biểu trên được đưa ra tại hội nghị ngoại trưởng AL tại trụ sở của khối này ở thủ đô Cairo của Ai Cập. Theo ông Arabi, sự hiện diện của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ trên lãnh thổ Iraq vi phạm rõ ràng luật pháp quốc tế và chủ quyền của Iraq. Tuyên bố của Tổng thư ký AL được đưa ra trong bối cảnh hồi tuần trước, Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đã bắt đầu rút binh sĩ ra khỏi khu vực miền Bắc Iraq sau khi liên tục bị hối thúc từ phía chính phủ Baghdad và nước đồng minh Mỹ. Ngoại trưởng Iraq Ibrahim al-Zafari cho rằng, quyết định trên của Ankara là một bước đi đúng hướng, đồng thời nhấn mạnh Baghdad sẽ tiếp tục khiếu nại lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và AL cho đến khi quá trình rút quân hoàn tất. Trước đó, ngày 4 tháng 12 vừa qua, khoảng 150 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ được 20-25 xe tăng hộ tống triển khai tới một khu vực gần Mosul, thuộc phủ tỉnh Nineveh, miền Bắc Iraq, nơi tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng chiếm đóng từ tháng 6 năm 2014. Baghdad phủ nhận việc đã đồng ý với kế hoạch triển khai quân của Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi Ankara cho rằng việc triển khai quân này được tiến hành trong khuôn khổ sứ mệnh quốc tế nhằm huấn luyện và trang bị khí tài cho lực lượng người quốc tại Iraq để chống IS. Động thái trên đã khiến quan hệ hai nước trở nên căng thẳng và Iraq đã gửi khiếu nại chính thức lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Bà Aung San Suu Kyi, lãnh đạo Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đối lập NLD, đã có cuộc tiếp xúc với cử tri Myanmar lần đầu tiên kể từ khi đảng của bà giành chiến thắng. Bà Aung San Suu Kyi đã có cuộc gặp với cử tri đại diện từ 44 quận huyện ở Yangon, thành phố lớn nhất của Myanmar. Tại cuộc gặp, các đại diện cơ sở đã đề cập những khó khăn trong nước và bày tỏ hy vọng chính phủ mới do NLD dẫn dắt sẽ giải quyết được các vấn đề này. Bà Aung San Suu Kyi cũng cảm ơn cử tri đã ủng hộ bà trong chiến dịch tranh cử của mình và cho biết NLD trong nhiệm kỳ chính phủ mới sẵn sàng lắng nghe để đáp ứng tâm nguyện của người dân.
Nhật báo Đức Die Welt cho biết, Đức đã tuyển thêm 8.500 giáo viên để dạy cho những trẻ em tị nạn nước ngoài trên toàn liên bang, trong bối cảnh dòng người di cư mới tới Đức được dự đoán sẽ tăng vọt vượt qua mốc 1 triệu người trong năm 2015. Theo số liệu điều tra tại 16 bang của Đức, khoảng 196.000 trẻ em theo gia đình chạy trốn chiến tranh và nghèo đói từ Syria và Iraq đã nhập học tại Đức trong năm nay. Nước này cũng đã mở tới 8.246 lớp học đặc biệt để giúp số trẻ trên có thể theo kịp chương trình học với các trẻ em bản địa. Theo giới chức ngành giáo dục Đức, có đến hơn 325.000 trẻ em trong độ tuổi đến trường đã tới quốc gia Liên minh châu Âu này trong cuộc khủng hoảng di cư tồi tệ nhất châu Âu kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai. Giới chuyên gia cho rằng, hệ thống trường học và các cơ quan quản lý giáo dục Đức đang phải đối mặt với thách thức lớn nhất từ trước tới nay khi hơn 1 triệu người tìm kiếm tị nạn, trong đó có rất nhiều trẻ em được dự đoán tới Đức trong năm nay. Số người tị nạn tới Đức trong năm cao hơn 5 lần so với năm 2014 cũng đã đặt ra những áp lực lớn đối với Đức trong việc cung cấp các dịch vụ cần thiết cho tất cả những đối tượng trên. Ước tính Đức cần thêm 20.000 giáo viên mới đủ đáp ứng việc giảng dạy cho số trẻ em tị nạn mới tới. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, mọi cặp vợ chồng kết hôn tại Trung Quốc đều có quyền sinh con thứ hai sau khi nước này chính thức chấm dứt chính sách một con. Chính sách một con do chính phủ Trung Quốc đưa ra từ cuối thập niên 1970 chỉ cho phép phần lớn các cặp vợ chồng sinh một con. Các quan chức Trung Quốc khẳng định chính sách này đã giúp ngăn chặn dân số nước này tăng thêm 400 triệu người và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, chính sách một con đã dẫn tới nhiều vụ nạo phá thai khiến chênh lệch giới tính tại Trung Quốc trở nên nghiêm trọng. Ước tính đến năm 2020, số nam giới ở độ tuổi kết hôn ở Trung Quốc cao hơn nữ giới tới 30 triệu người. Ngoài ra, chính sách một con đang khiến dân số Trung Quốc ngày càng già đi, dẫn đến thiếu hụt nguồn lực lao động. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 20 năm tái lập huyện và đón nhận huân chương lao động hạng nhất lần thứ hai, danh hiệu huyện đạt chuẩn nông thôn mới, mừng xuân 2016, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Lạc tổ chức lễ kỷ niệm nhằm động viên, cổ vũ các tầng lớp nhân dân phấn khởi, phát huy truyền thống quê hương, hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, xây dựng quê hương Yên Lạc ngày càng phát triển giàu mạnh. Lễ kỷ niệm được tổ chức vào lúc 20 giờ ngày 31 tháng 12 tại sân vận động huyện Yên Lạc. Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc sẽ truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình của đài. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.